Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Viettel Star TV và mình là MC Hằng Uông. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tổng hợp lại top những chiếc smartphone nằm trong phân khúc giá từ 7 cho đến 10 triệu đồng rất đáng để sở hữu, và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm đến từ ông lớn nhà Hàn Quốc, chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51. Galaxy A51 là chiếc smartphone sở hữu một thiết kế vô cùng ấn tượng, với thiết kế mặt cắt kim cương đa sắc kết hợp cùng với phía mặt lưng ánh gương mang đến một sự độc đáo trẻ trung khi chúng ta cầm trên tay. Và điểm nổi bật nhất của Galaxy A51 chính là cụm 4 camera cách điệu hình chữ L phá cách vô cùng là cá tính. Cụm 4 camera này bao gồm camera chính với độ phân giải lên tới là 48MP, cảm biến IMX586, camera góc siêu rộng 8MP, camera đo độ sâu trường ảnh 5MP và đặc biệt chính là camera macro chuyên dụng với độ phân giải là 5MP. Không chỉ vậy thì Galaxy A51 của chúng ta còn được tích hợp con chip xử lý Exynos 9611, cùng với đó là sự hỗ trợ của RAM 6GB và bộ nhớ trong lên tới là 128GB, cùng với viên pin với dung lượng lớn lên tới là 4000 mAh, và đặc biệt là có hỗ trợ sạc nhanh siêu tốc 15W thông qua cổng Type-C. Do đó mà Galaxy A51 hoàn toàn có thể đáp ứng được rất tốt các tác vụ cơ bản, thừa sức để có thể cân các game mobile với mức đồ họa tầm trung, giúp cho chúng ta có thể có được những trải nghiệm tốt nhất. Và chiếc điện thoại thứ hai trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn chiếc điện thoại Realme 6 Pro. Realme 6 Pro là sản phẩm được nâng cấp từ chiếc điện thoại Realme 6, rất được quan tâm trong phân khúc giá tầm trung nhờ có một mức cấu hình ổn và được cho là có mức giá vô cùng hợp lý. Chiếc điện thoại của chúng ta được trang bị con chip xử lý Snapdragon 720G. Con chip được phát triển dựa trên tiến trình 8 nanomet, giúp tiết kiệm pin hơn, có CPU Creo 465, tốc độ 2,3 GHz, GPU Adreno 618 và RAM 6GB hoặc 8GB. Do đó mà Realme 6 Pro của chúng ta có một mức hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thì màn hình của Realme 6 Pro cũng cho khả năng hiển thị vô cùng sắc nét và đã mắt người dùng do được trang bị tấm nền LCD với kích thước lên tới là 6,6 inch, tần số quét là 90Hz và độ phân giải là Full HD+. Không chỉ vậy, thì Realme 6 Pro còn khá nổi bật khi được trang bị hệ thống 4 camera với cảm biến chính Samsung ISOCELL 64MP, cảm biến góc siêu rộng là 8MP, cảm biến tele 12MP và cảm biến đo độ sâu 2MP. Và ấn tượng hơn nữa, thì Realme 6 Pro của chúng ta còn được tích hợp viên pin với dung lượng đó là 4300 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh lên tới 30W. Với công nghệ này, thì người dùng chúng ta chỉ phải mất đâu đó khoảng 60 phút để có thể sạc đầy viên pin từ 0% lên tới 100%, hoàn toàn thoải mái cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Và tiếp theo, đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Oppo, chiếc điện thoại mang tên Oppo Reno 3. Oppo Reno 3 hiện đang là một trong những chiếc smartphone thu hút được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là người dùng trẻ, khi máy sở hữu cho mình rất nhiều tính năng tốt so với mức giá. Trước hết, về phần màn hình, thì Reno 3 được trang bị tấm nền màn hình AMOLED với kích thước lên tới 6,4 inch, độ phân giải Full HD+. Màn hình này được chia theo tỷ lệ 20:9, thiết kế dạng giọt nước chiếm tới 92,1% diện tích mặt trước. Còn về viên pin, thì máy sẽ được tích hợp viên pin với dung lượng lên tới là 4025 mAh, cùng với công nghệ sạc nhanh VOOC 4.0 với nguồn sạc ra là 30W. Và ngoài ra, thì máy còn sở hữu những thông số khác vô cùng hấp dẫn như hệ thống camera khủng với độ phân giải lần lượt là 48MP, 8MP, 13MP, 2MP, hay sức mạnh từ chipset MediaTek Helio P90 kết hợp với RAM 8GB, bộ nhớ trong lên tới 128GB và có hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ tối đa lên tới là 256GB thông qua thẻ nhớ ngoài microSD. Và không chỉ thế, thì Oppo Reno 3 của chúng ta còn được chạy trên nền tảng Android 10, giao diện Color OS 7, có rất nhiều tùy biến để người dùng chúng ta có thể vạch vạch. Và tiếp theo, đứng ở vị trí thứ tư, chúng ta sẽ có chiếc điện thoại mang tên Vivo Y19. Phía trước của chiếc máy này là màn hình nốt ruồi kép 6,44 inch, độ phân giải là Full HD+. Mặt lưng nổi bật với 4 camera được đặt trong cụm hình chữ nhật bo tròn 4 góc. Khu vực còn lại sẽ được bao phủ bởi lớp kính, cho chúng ta có được một cảm giác cầm nắm thích tay hơn so với vỏ nhựa của Galaxy A71. Nói về khả năng hiển thị của Vivo V19, máy sử dụng tấm nền Super AMOLED, tái hiện màu sắc vô cùng rực rỡ với độ tương phản cao, màu đen sâu. Điểm đáng nói đó là Vivo V19 của chúng ta sở hữu cụm camera với độ phân giải vô cùng ấn tượng, đi kèm với các tính năng chụp ảnh, quay video như Auto HDR, những diễn cảnh AI, chế độ chụp đêm hay là siêu chống rung đều có thể tìm thấy trên mẫu smartphone này.
Và ngoài ra, thì với việc được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 712, GPU Adreno 616, 8GB RAM và 128GB ROM, đi kèm với đó là dung lượng pin lên tới 4.500 mAh, có sự hỗ trợ của sạc nhanh Flash Charge 2.0 33W sẽ giúp cho chúng ta có thể có được những trải nghiệm đa tác vụ vô cùng mượt mà và không hề bị gián đoạn. Và sản phẩm cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Xiaomi Mi Note 10 Lite. Là một trong những smartphone đáng chú ý nhất của nhà Xiaomi trên thị trường hiện nay, Mi Note 10 Lite hứa hẹn sẽ đem tới cho người dùng chúng ta có được những trải nghiệm sử dụng cực kỳ cao cấp với cụm 4 camera hiện đại, cùng với đó là bộ vi xử lý Snapdragon 730 vô cùng mạnh mẽ và màn hình hiển thị sắc nét được vuốt cong điệu đà về hai bên. Diện mạo của Xiaomi Mi Note 10 Lite toát lên dáng vẻ sang trọng với ngôn ngữ thiết kế kết hợp giữa khung vỏ kim loại và kính cường lực Gorilla Glass 5 ở hai phía mặt trước và sau. Còn về hiển thị thì máy sẽ sở hữu màn hình với kích thước lên tới 6,47 inch với tấm nền AMOLED vô cùng sắc nét. Nhờ áp dụng kiểu thiết kế giọt nước và bao cong hai cạnh hiển thị nên tỷ lệ màn hình trên thân máy chạm tới ngưỡng là 91,4%, độ phân giải Full HD+, giúp cho người dùng chúng ta có được những trải nghiệm giải trí vô cùng ấn tượng. Không chỉ vậy, với pin pin với dung lượng lớn lên tới là 5.260 mAh cho chúng ta có được thời lượng sử dụng có thể kéo dài lên tới là 2 ngày với những tác vụ thông thường. Và đặc biệt là đi kèm với bộ sạc nhanh lên tới 30W. Như vậy mà sản phẩm của chúng ta sẽ đem lại sự an tâm tuyệt đối xuyên suốt quá trình sử dụng khi mà người dùng sẽ không phải quá lo lắng rằng thiết bị sẽ sập nguồn bất chợt trong những chuyến đi công tác hay những chuyến du lịch xa. Và là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại top 5 smartphone chính hãng trong tầm giá từ 7 cho đến 10 triệu đồng, rất đáng để sở hữu. Các bạn thấy như thế nào hay là các bạn có ý kiến nào khác không thì hãy nhanh tay chia sẻ ý kiến của mình ở phía dưới bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.